Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Big Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà biết được cái ID game của mình và các bạn cách để sao chép cái ID game lẫn sao chép cái tên nhân vật, để mà khi mà các bạn ví dụ như kiểu là cái tên nhân vật mà có cái ký tự đặc biệt ấy mà các bạn không có cái ID game hay là không có biết sao chép tên nhân vật ấy thì sẽ không thể nào mà người khác có thể là gửi lờ mờ kết bạn cho các bạn được. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nào không biết cách để mà làm những cái thứ này ở trên cái tựa game Play Together nhé. Ok, thì để các bạn biết được cái phần ID game của các bạn ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái điện thoại ở đây. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần cài đặt. Đó, thì ở đây nó sẽ có cái ID game của các bạn nhé. Thì các bạn chỉ việc bấm vào sao chép là được rồi. Đó, thì tuy nhiên là cái ID game này thì mỗi một cái tài khoản này nó sẽ có một cái ID game khác nhau. Nhưng mà với cái cách này nếu mà các bạn mà muốn gửi lời mời kết bạn mà chia sẻ ID này cho một cái bạn nào khác ấy, các bạn có thể là gửi tin nhắn qua Messenger cho một ai đó hay là qua Zalo cho một ai đó, thì họ copy cái phần ID game này thì sẽ không có thể là gửi lời mời kết bạn được nha. Thì nếu mà các bạn muốn gửi cho ai cái tên của các bạn ấy, trường hợp mà có cái tên có ký tự đặc biệt hay là nó dài khó hiểu ấy, thì các bạn sẽ đóng cái này lại, đừng có sử dụng ID game này, các bạn đóng lại. Ở đây các bạn sẽ vào cho mình, đó chính là cái phần thoát ra ngoài này. Các bạn vào cái avatar của các bạn. Đó, ở đây thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần đổi tên nhân vật. Đó, các bạn bấm vào đây. Thì ở đây là cái phần tên nhân vật game của các bạn nha. Các bạn bấm vào cái cây bút chì ở đây. Đó. Thì ở đây này các bạn sẽ ấn chặt vô màn hình và copy cái tên này. Rồi gửi cho một ai đó. Nếu mà người ta muốn kết bạn với bạn mà nó có cái tên ký tự đặc biệt khó hiểu đấy, thì các bạn có thể là copy cái này. Đó. Các bạn là bấm vào đó, bấm vào hai lần vào cái này nhá, rồi nó sẽ hiện lên này này. Các bạn quay ra, các bạn kéo nó ra hết cái cây này, các bạn bấm vào chữ sao chép vào đây. Đó, ở đây thì các bạn sẽ bấm vào chữ xong này, các bạn là đóng nó lại luôn. Thì ở đây cái phần đây, các bạn vào phần điện thoại này đó, các bạn vào cái phần bạn bè này đó. Thì ở đây cái phần gợi ý kết bạn nha, chúng ta có thể là sử dụng cái phần tên tìm kiếm đấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần mũi tên ở đây, à cái phần kính lúp ở đây đó. Đó, ví dụ như là các bạn gửi lời mời kết, à các bạn gửi tên nhân vật cho người ta là đúng không, thì người ta copy rồi thì người ta sẽ vào trong cái phần này, tên nhân vật này các bạn bấm vào, rồi các bạn bấm vào cái phần đây, rồi các bạn bấm vào cái chữ rén nha. Đó, các bạn bấm vào chữ rén này. Đó, thì đây là cái tên nhân vật của mình nhá, mình bấm vào chữ xong này. Đó, thì tất nhiên là khi mà mình bấm vào phần tìm kiếm ấy thì các bạn có thể là tìm đây này, thì nó sẽ ra cái tên mình. Đó, ví dụ trường hợp mà bạn mình muốn gửi cái tên nhân vật của mình cho một ai đó thì mình chỉ việc gửi qua bên Messenger hay là Zalo cho một ai đó thôi. Rồi khi mà họ copy cái tên này, họ vào cái phần tìm này, họ tìm ra thì sẽ ra tên nhân vật của mình và bấm vào phần tìm kiếm kết bạn. Rồi, và cái video của mình đến đây thôi. Cái video này mình sẽ chỉ chia sẻ cho các bạn nào chưa biết. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên giúp mình một like cũng như là comment xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.